Rồi chúng ta lại phải làm một cái clip khác vì game trước là tự dưng cái thằng kia nó quit là game không record lại, hay là chúng ta khỏi luôn. Ở cái game này thì chúng ta có invoker và team đối phương và có rất là nhiều sự lựa chọn để đi mid. Lại là một con dễ chơi nữa mà các bạn không cần phải làm quá nhiều thứ và chơi theo chắc bài, thì chúng ta có thể chơi những hero như là con gì nhỉ? À, ok, đây là một hero. Đây là một hero mà nếu như các bạn pro con này thì rất là bá. Còn nếu mà các bạn không biết chơi như mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi cơ bản của con này mà không cần không phải lúc nào cũng hướng tới những thứ rất là ảo diệu rồi này nọ rồi fail. Ok, nhưng mà con này nếu mà các bạn tập nhiều các bạn sẽ đánh được con này rất là bá. Và các bạn sẽ rồi nó không cho mình đi mid thì mình đi off, không đi off thì đi bot, đi chỗ nào cũng được. Đây là một hero có thể làm rất là nhiều nhiệm vụ, cả đến support cũng có thể làm được. Đó là Windrunner. Vậy thì làm sao? Thứ nhất là mua gà. Ok, đã có người mua gà rồi, các bạn sẽ mua một cái mắt. Các bạn chỉ mua một cái mắt thôi nhá. Các bạn nên nhớ là đây là unrank và đây là level 1. À, đến rank 3k thì đấy thì tính sau, hoặc 4k, 5k, 6k. Đây ạ, chỉ mua một con mắt thôi nhá. Các bạn không cần phải mua hai con mắt, bởi vì mua hai con mắt á, các bạn sẽ cắm ở đâu thì cắm nó rất là phí, bởi vì ở cái rank này á rất là ít khi người ta đi roam. Ít khi người ta di chuyển lắm. Ok, các bạn sẽ mua hai cái này để tăng mana và tăng đem. Một cái fire, một cái tango và một bình mana. Như vậy là quá đủ để đi lane rồi. Ở dưới boss thì Earthshaker sẽ đi với Spectre, còn mình sẽ 30 seconds to battle. Chúng ta sẽ cùng nhau tập đánh. Ok, mình cũng như các bạn nào xem video này chắc các bạn cũng là những người mới chơi hoặc là đang tập chơi những con này chẳng hạn. Chúng ta cùng núp như nhau và chúng ta sẽ cùng hướng đến một lối chơi cơ bản, hiệu quả và giành chiến thắng, không biểu diễn. Ok, đấy là cái mình nhắc đi nhắc lại khi mà trong series chơi tập học chơi Dota của viện Pew Pew như thế này. Chúng ta không hướng đến lối chơi biểu diễn mà hướng đến lối chơi chắc bài và giành chiến thắng. Sau đó từ từ các bạn đánh nhiều thì nó sẽ chơi chắc tay hơn. Rồi, vậy thì với một cái mắt này các bạn sẽ làm gì nếu như team kia có Tinker và Butcher, Invoker, những con hero có khả năng lợi thế? Rồi chúng ta... Rồi nó có Shield. Perfect. Arrow chính xác rồi, không cần phải power shot. It was ours all along. Với việc mà cắm một con mắt ở mid nó sẽ giúp cho Mirana có khả năng arrow được nữa. Nhưng mà Mirana, ok, Mirana không đi mid fight, vậy thì mình sẽ đi mid. Đồ này cũng có thể đi mid được hay không sao. Vẫn là sẽ phải tập last hit và deny. Not gonna happen. Đi land không có cách, cái cách gì để chúng ta không last hit deny mà. Chúng ta vẫn, điều quan trọng vẫn là last hit và deny. Denied. Chúng ta sẽ chơi hổ báo một tí. My feet fly. Vâng, chúng ta lấy lợi thế win run và sau đó chúng ta sẽ lên bắn đó. Invoker này chơi khá là last hit deny khá là tốt. Giữ lane cũng tốt. Mà chúng ta đã lấy được một cái win run lợi thế nên là bây giờ thì máu của chúng ta đang tốt hơn nên là sẽ đứng lane dễ chịu hơn. Another arrow in my quiver. Với việc có hai điểm fire nên là các bạn để ý thấy là like the wind. Invoker nghĩ mọi thứ đơn giản quá. Invoker lại nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Nó nghĩ là nó sẽ thả lửa, sau đó thấp máu, thả Sunstrike, mình đứng yên bắn nó và nó sẽ ăn được mạng của mình. Tiếp tục chúng ta sẽ mua bình. Chúng ta chỉ cần chơi chắc bài thôi, chúng ta không cần phải có những pha quá là ảo diệu. Với trận đấu như thế này, với việc mà có nhiều hero mà có khả năng dí chúng ta như này, chúng ta lên 2 điểm win run được. Các bạn nhớ trong đầu đinh ninh, dù chúng ta có thế nào chăng nữa chúng ta hướng đến một lối chơi chắc bài nha.
chỉ có chắc bài thôi, không cần phải biểu diễn quá nhiều rồi. Này nọ nọ trai. Vâng, một cái phong cách farm rất là dị dạng của Invoker level 1. Đấy là giảm thời gian hồi chiêu với lại mana rồi. Không có cách gì giết được nó với. Không có kiểu gì stun cho có vậy thôi chứ còn. Mình không có shackle và trừ khi có một pha block hay. Vãi đái, phong cách farm. Nó farm thế thì không có cách gì để mình cản được cái việc farm đấy cả. Cũng là ok, chấp nhận cái việc đó thôi. Chứ còn thật ra farm như thế là khá là dở hơi. Bởi vì một chút xíu thôi là các bạn sẽ hết mana. Sao con này nó cứ bắn mình mãi nhỉ? Mình Lancet cũng như cứt nhỉ? Sẽ lên mình đi farm nó luôn. À, cái Lancet là cái mà chúng ta sẽ cùng nhau học, ok. Ở đây thì có rune, mình không hiểu lắm là gì nữa. Saved for a rainy day. Invoker nó không lên farm ấy, không có cơ hội gì để giết được nó, là chỉ có đứng farm cùng với nó thôi. Nó không lên cao nữa, nó DC luôn rồi, cả nó chứ. Không phải việc của mình. Yes. Thanks for the gold. Chắc nó đang lag. Nó không làm gì luôn. Dire structures are fortified. Bắn được nó một phát. Feel the wind in your hair. Thi thoảng các bạn harass phát với power shot vậy thôi. Bây giờ thì các bạn sẽ lấy điểm ulti, có nghĩa là tăng tốc bắn. À, tại sao lại bắn một con thật nhỉ? Mình Lancet khá là Sida như các bạn có thể thấy được. Every coin helps. Poker nó không lên cao, nó không làm gì cả, lúc nào nó cũng đứng cái kiểu này. Level 5 nó chấp nhận thua level mình hẳn một level luôn. I run like the wind. Thật là VL. Thật là VL, thật là vi diệu. Phong cách chơi Invoker rất là vi diệu. Put this away for later. Chỉ cần thẳng một đường vậy thôi. À, chúng ta như là Pew đã nói từ đầu, chúng ta không làm gì quá là màu mè. Chúng ta ăn mạng được, thế là chúng ta mừng rồi. Chúng ta với việc xanh như này, chúng ta sẽ lên bàn tay vàng, farm cho nó nhanh. Không cần phải làm quá nhiều thứ màu mè. Win là được phải không ạ? Sắp có bàn tay vàng rồi. For this, cái gì vậy? Rồi, lấy một điểm shackle.
Vâng, có một bạn bảo là hai thằng ngu đi mít với nhau. Chúng ta không có vấn đề gì với việc ngu cả. Chúng ta có vấn đề với những thằng khôn nhưng đéo làm được cái gì có ích cho xã hội cả. Và xã hội phải nuôi mấy thằng đấy. Đấy mới là vấn đề. Rồi, chúng ta sắp có bàn tay vàng rồi. Nhưng mà bây giờ bắt chờ đi nó ganh hơi nguy hiểm. Chúng ta không có mắt ở đây. Nó hút cái pặc cái là hơi bị nguy hiểm. Chúng ta cần rune. Chúng ta lại không thể lên cao. India, incoming. Mix, cross, exhaust. Power shot cái đầu tiên để chúng ta có thể lấy được thêm đam. Sau đó thì thêm đam rồi sau đó thì chúng ta sẽ shackle để sau cái stun đấy. Shackle con này có nghĩa là các bạn shackle vào vị trí của một hero bất kỳ và đằng sau nó nếu như mà có người hoặc cây thì nó sẽ thành stun. Đây chúng ta sẽ có cho mình bàn tay vàng rồi. Thôi xong. My feet fly. Pin. No easy words. I'm your god for losses. Peace out. Easy breezy. Your middle tower is under attack. Ta sẽ phải ở lại trên top này một lúc bởi vì chúng ta vừa mới tele rồi. Here goes. Ôi, tì quả đẹp ấy. I run like the wind. Oh! Dire structures are fortified. Rồi, chúng ta lùi một tí. Power shot xem có ai ra không? Creep nó sắp tới rồi. Rồi, có bắt chờ ở đây. Rồi, có bắt chờ ở đây nó sẽ hút ở mấy góc nào đấy. Thường nó đứng ở góc bên kia. Bất ngờ thì đứng ở góc bên dưới. Mình nghi là the enemy's top tower has fallen. Rồi, không ở góc nào hết. Và nó cũng không hút ai luôn. Bây giờ thì chúng ta bán hạ cái này đi bởi vì là nó không cần thiết nữa rồi. Bắt đầu chuẩn bị vào mid game và chúng ta có cheat. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi ăn rune. Trong trường hợp các bạn đi ăn rune thì các bạn cần phải cẩn thận bởi vì bắt chờ bây giờ nó có thể hút được và lượng đem nó hút xong một cái nó gặm là gần chết rồi. Vâng, ở đây rồi. Nó chưa có level 6. Có người ăn rune ở đây rồi. Mình sẽ ăn cái con này. Rồi chạy ra mid. Ở đây thằng Mipu nó chỉ cần lên cao cái là mình sẽ focus. Not enough bury me beneath a tree. Hơi ngớ ngẩn à. Your top tower is under attack. Hơi ngớ ngẩn à. Phải Ursaker bóp cả team rồi. Your top tower is under attack. Fresh knife. Quả Ursaker là mặc dù là support nó bóp cả team nó stun. Đấy là lý do vì sao mà khi chơi Ursaker nếu như các bạn không quen tay các bạn stun một cái các bạn bóp là rất là khó. Nó stun quả đây là stun quả mất sai luôn. Not yet.
like the wind. You fence me in. No. Rồi, hôm sau chúng ta chết một mạng rồi, mà chúng ta cũng khá là giàu, team cũng giàu nên là ok. Fresh meat. Down and go. Shaker không cắm con mắt lên tham con creep này như thế đấy. Thế này bắt đầu nguy hiểm rồi. Bottom is missing. Thế này bắt đầu nguy hiểm rồi. Đang ngồi hóng, ngồi đợi không có ai lên đây không? Spec cũng khá là ok. Can't see. Thằng Furion này nó nghĩ mọi thứ đơn giản quá. Lúc này thì Mipu đã có cho mình blink. Mipu có vẻ như là cày cắm con mắt lên đây. What here? Trời, nó rắc rối, nó lằng nhằng. Không cắm mắt tí lại bị hút này, nó đứng trong này nó hút này. Oh, trời quá lại, what here? Mấy thằng rốt lúc nào nó cũng sẽ có những cái vấn đề rất là khó hiểu. Nó càng rốt thì nó càng nghĩ ra những thứ rất là khó hiểu. Nó, cái mắt mít rất là quan trọng. Cái mắt mít cực kỳ quan trọng. Nó đi cắm mắt nó lại chết rồi. I'm under attack. Trời, rất là rắc rối trong khi được mãi nó mới cắm một con mắt. Đấy là vấn đề khi mà mình chơi support. Mình sẽ chia sẻ các bạn, nhưng bây giờ thì game này mình không phải là support nữa. Tiếp tục thì chúng ta sẽ mua blink trước khi lên trượng xanh. Có nhiều người thì sẽ rush trượng xanh. Có nhiều người sẽ rush trượng xanh, nhưng mà có nhiều người thì sẽ lên blink, và mình thì mình chơi lên blink. Như mình đã nói vậy, trận này chúng ta chơi theo hướng gọi là đấy, bây giờ thì lại cắm mắt. Cái lúc đang post thì nó không cắm, bây giờ post xong rồi đấy cắm. The enemy's bottom tower has been denied. Khó hiểu. Could be worse. Oh wait, no it couldn't. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có blink, một item rất là quan trọng để thoải mái. Now I have a knife and a bow. Đâu ấy nhỉ? I run like the wind. Ôi! Vô lý nhỉ? Quả đấy mà không sách cờ được mấy cái. Vô lý không? Đúng rồi, bắt không? Đồ quá. Quả như thế này mà không sách cờ được. Thôi, chấp nhận đi, mình núp thì mình phải chấp nhận thôi, bây giờ đi về đã, hết mana rồi. Vãi đái thật. Sẽ mua mấy cái dust trong trường hợp nếu mà gặp invoker thì có thể solo kill được. Wow. Bớt hét đi ông, nhức tai lắm, bạn có thể kéo volume của bạn xuống mà. Bạn làm thế sẽ dễ hơn là cả mình nữa. Một hành động của bạn sẽ giúp cho tất cả mọi người đều happy. Còn đâu mình mà giảm xuống thì nhiều người bảo sao nhỏ thế, thấy không? Easy breezy. Tiếp tục là các bạn sẽ lên trượng xanh. À, chúng ta sẽ không lên cái vùng này, biết đâu bắt chờ đứng ngay đây ra. À kia có hàng về. Từ từ. Đông quá. Chúng nó bù của mít đông quá. Từ từ. Chúng ta không lên vội vàng làm gì hết. Cái trò trẻ con của chúng mày. Khi mà các bạn bị trói của Mipu ấy là các bạn không thể làm gì được, không blink được. Có một số con là có skill blink không được luôn.
có Blink ở Shaker rồi. Incoming. My feet fly. Có Dust, đây là cái mình nói tới này. Blink lé được cả skill của. Fresh mate. Double kill. Oh, they should have run for the gold. They had that chance. Dire structures are fortified. Ôi, sao thằng này còn ở lại đây làm gì vậy? Trời, nó nhảy ra kìa. Thôi xong. Chạy vào nồi. Chạy vào nồi. Cái lối chơi này không bao giờ bỏ được. Khó lắm, lối chơi khó bỏ lắm. Nó chơi dốt nhưng nó lại nghĩ là nó chơi hay. Rồi bây giờ nó gặm cái là chết này. Đừng hỏi vì sao luôn. Bay nhá, hên nhá. Kìa nó lại núp nhá. À, lập lại ác hành gà thích nhỉ? Không, với mình thì không có gì thích cả. Chơi thể thao hay là chơi game hay chơi bất kỳ cái gì ấy, giống như các bạn đi đá bóng với mấy thằng con trẻ con trong xóm ấy, các bạn có thấy thích không? Các bạn có thấy vui không? Các bạn, nếu mà các bạn thấy vui, các bạn hàng ngày các bạn có ra, các bạn có đá với nó, tại sao các bạn phải đi gọi bạn của các bạn ra vào sân nhân tạo đá? Incoming. Tipo nó sẽ ở đâu đó quanh đây hoặc là bị hút cái pập mà. Like the wind. The enemy's middle tower has fallen. Ôi ui. Yes. Holy shit, sao vào kia? Quá xa để có thể vào được. Té. It's not time yet. Shadows take us. Your bottom tower is under attack. Má, cứt con này. Cách gì à? Bọn này nó trốn chui, trốn lủi, không ra khỏi bay ra. Another arrow in my quiver. Hai cái global. Bố sẽ làm phát đây. Lồi. Gian rune đã. Gian rune và ăn Head of Midas đã. Head skill rồi. Saved for a rainy day. Not yet. Fucking hell.
dolls. The enemy's bottom tower has fallen. Nhảy. Cái gì? Còn. Your top tower is under attack. Xong bây giờ nó lại nhảy. Cái nhảy cái thằng đéo quan trọng. Radiant structures are fortified. Ngu thế. Nó tịt vậy. Ngu thế mà. Những thằng. Đấy là vấn đề với những thằng ngu, hiểu không? Đấy là vấn đề với những thằng ngu. Đéo bao giờ nó chịu nghe, hiểu không? Đấy là lý do vì sao mình rất là ghét những thằng noob. Mình không có vấn đề gì với noob cả, nhưng mà những thằng noob, một cái vấn đề mình ghét nhất khi chơi với thằng noob là nó không chịu nghe, hiểu không? Và nó thích làm những cái suy nghĩ rất là đần độn của nó, hiểu không? Nhảy vào easy kill me bot thì đéo làm. Nói chung là mình thật sự mình đéo có vấn đề gì với noob đâu, mà mình gặp trường hợp đấy mình bực lắm. Thì chúng nó quá đần độn, hiểu không? Cái easy kill thì đéo làm. Chả lẽ bố lại. Nhưng mà bây giờ mình chửi nó là sẽ dỗi và nó sẽ quit game. Đấy là vấn đề khi mà các bạn chơi ác mới. Chúng ta không được chửi núp và không được nói động chạm này nọ. Không thì nó sẽ quit game, nó quit thiệt luôn, nó quit khỏi nó sẽ là fit bằng được. Và game nó sẽ khó hơn, phải không? Nên là chúng ta không được làm thế. Còn bây giờ thì thằng này làm sao để mình giết được đây? Focus. Không đủ đẹp. Rất đáng tiếc không đủ đẹp. Turn up the tremble. Ông học lại cái chơi Invoker đi. Trời thốn quá. Tần độ nó vãi cứt ra nhảy eco, đéo biết nhảy lúc nào cho đúng à. It's not time yet. It's not time yet. Oh, scepter. Rồi. Như ở game đấu này thì nếu mà nhìn vào chỉ số hiện nay thì là chỉ số của mình đã hiện nay là đang là cao nhất. Với những bạn nào mới chơi mà muốn các bạn có khởi điểm cơ bản tốt, những bạn nào thật sự chưa biết chơi ấy, thì các bạn nên ví dụ như này nhá. 5 tà cộng 8 là 13, chia 2 là 7, 7 chấm. Nó sẽ chia theo kiểu như vậy. Nếu như mà các bạn càng có chỉ số cao thì khi mà nó sẽ tốt hơn khi mà các bạn phải leo từ 2k lên hay là 3k lên chẳng hạn. Các bạn hoàn toàn có thể có 4k nếu như mà đéo gì nhá. Chấp tất cả các loại gió mùa luôn. The enemy's top tower has fallen. Then your bottom tower is under attack. Our thanks. Khoảng đấy. Your bottom tower is under attack. Đang chơi không tập trung được nhưng mà khoảng đấy. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Đó thì nó sẽ giúp cho các bạn. Chỉ số của các bạn càng cao, các bạn lên very high càng nhanh, very high càng nhiều. Chỉ số các bạn càng tốt thì các bạn sẽ càng có điều kiện để lên. Gosh, thì bạn đứng đây làm đéo mất thời gian nhỉ. Tốt cho các bạn thôi. Put this away for later. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Lọ phết. My feet fly.
Your bottom tower is under attack. Put this away for later. Tán. Đéo tán vào góc này. Thế tê lê là để làm đéo ấy. Your bottom tower has fallen. Tê lê để làm gì? Your middle tower is under attack. Đột thế nhỉ? Tán là mình bật hết, mình chạy tới ngay. Mất thời gian ở top phải chả có được vấn đề gì. Gotcha! Mời bốn bạn 4k trên kênh Pup và Pew cầm carry để lên leo rank nhanh á. Bạn nghĩ mình thiếu bạn 5k 6k thế à? Mà mình lại phải đánh với lại. Go 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 go. Quẩn què gì nhá. Shackle incoming. I run like the wind. Cái đéo gì à? Quật quê ai á, nhảy đây con. Đúng má, ta vào sót ta thèm được bắn mày à. À có mắt đây, cũng được. Má nhảy ra mới ghê chứ. Nhảy về còn đéo được, nhảy ra mới sợ. Here goes. Roshan with my eyes closed. Your top chưa thằng nào phá linh ken. Để ý có ai phá linh ken thì mình mới ulti được. Mà không có ai phá linh ken cả thì mình không thể ulti được. Here goes. Your top tower is under attack. Rất là lâu nếu mà không có ai phá linh ken. Rất là mệt mỏi. Your top tower Roshan has fallen to the radiant. Got it. Cứ có ai phá linh ken tại vì nó có một skill giống như linh ken nhỉ. Your bottom tower is under attack. I'm not ready. Your top tower is under attack. Helm of the Dominator. Your top tower is under attack. Đáng nghe là spec đẹp mới đúng. Your top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your top tower is under attack. Đẹp. Your top tower has been denied. They're not sure. Spec phải là người. Nó không về đáp thì em ra. Saved for a rainy day. Bye. Đéo rồi bắt bố giờ. Tập tài đến thế là cùng. Every coin helps.
vòng. Your top tower is under attack. Nó cứ đứng ở trong nhà làm gì nữa. Đừng có block cái địt còn mãi ác bọn này. Bực mình thế nhỉ. Allies disappear. Cứ mà lóc nhau đường thì to mẹ cứ nó cứ ấn với kiểu khó chịu. Not so winded now. Rồi có thằng ăn run ở dưới này này. I run like the wind. No expiration date on this. Không có, nó trốn ở đâu nhỉ? Nó đứng ở trong nhà nữa kìa. Incoming. Cứt con này. Thanks for the gold. Yes. Unstoppable. Dire structures are fortified. Bloody creep. Fell. Sour. Oh, that was an unqualified. Hey. Hooked a glass. Like the wind. Focus. Who fails me? Not yet. Crush me! I can find the path. Stop shaking. Not yet! Never miss. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen.
Killing spree. Shadows take us. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. I run like the wind. Ow! Incoming! Yes! Dominated! Well. Dire's courier has been killed. My feet fly. Then it's not. Time to pull. Could you? You look good with an apple in your mouth. Face up to your mortality. Double kill. Goodbye. Man. Mate! Down. Whatever. Scarcely worth my notice. Ah. Arrow will find its mark. Zeus be with you. Here goes. Roshan has fallen to the Radiant. Immortality! Get my point?
invisibility. Chả hết mấy ghê. Boy, fresh mate. Incoming. Oh. Like the wind. Not yet. Pin. Focus. I'm under attack. Look who's back. I'm not like the wind. It's not time yet. Cái gì? Nha nhá, bực mình thế nhỉ? Allies disappear. Man. Phải là giết được là pro. Phúc đơn giản chỉ có vậy thôi. Tên Hex. Meet the prevailing winds. Playing with noob is always hard. Và chúng nó không nói gì cả. And fucking hell. Never mind. It's okay. It's okay. Take it easy. Never mind. It's okay. It's okay. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Mà nó núp kinh khủng, nó núp cách đần độn chứ đéo phải vừa. Focus. Cái đéo gì thế? Sorry, mình không nói nhiều được mấy phút vừa qua vì game khó. Giết được rồi. Thiếu người nó đánh lộn xộn. My feet, I'm under attack. Dire structures are fortified. Shackle, here goes.
The enemy's top tower has fallen. The enemy's top barracks has fallen. I know just the place to plant. The enemy's top barracks has fallen. Bài tam cái đeo ấy, ê, cô như cứt. Bài tam. Incoming. I run like the wind. Thôi sao? Who spoiled that shot? Look who's back. Great at burials. Killing spree. Double kill. Once more into the booth. Cho bách đi bách sắc. Phế phế kiểu đéo gì nhỉ? Shackled. Here it goes. Take us. Like the wind. Really? How did like you... this? No! Pin! I run like the wind. Trời. Trời. My feet fly. Yes. Not yet. I run like the wind. Incoming. It was. Radiant structures are fortified. You can't gotcha! Run from heaven. I'm under attack! Just what are you hiding, Rashan? Incoming! Rashan has fallen to the radiant. Autumn comes too soon. Perfect. To budge. Light. I'm under attack. Cut off any power. I've seen the world. Like the wind. Incoming.
coming. The enemy's bottom tower has fallen. My feet fly. Timber. Dire's structures are fortified. I'm not ready. Being dead is boring. I'm not ready. Put me out. Here goes. The enemy's bottom barracks. My feet fly. The enemy's middle tower. You now have mega creeps. Radiant victory. Right on target. Fucking hex mẹ, không thấy. Không có BKB. Thật ra lên cái kiểu này, tại sao mình lấy cái Dominator chẳng qua để chỉ để mấy cái pha bay nhảy bắt thằng Tinker, thằng Furion thôi. Thật ra cũng chả phải phiếu hút máu hay gì hết. Ok, được 2 trận thắng rồi. Hết rồi. Thật ra thì cũng chỉ để nếu mà fail thì là lên đồ ngu. Còn nếu như mà thắng được thì tốt thôi. Chỉ để mấy pha bay ra con creep với lại mấy cái pha như lúc combat này nọ. Đem thì không có, đem thì phụ thuộc. Đem bé tẹo à. Vậy thôi. 2 trận win rồi.